Like để cho quân đẹp và chia sẻ để cho bài đẹp hơn. Gazek và Pho. Quân vẫn là Pho dành cho Gunny. Vẫn là Zeke Pho, trận trước là Baby Pho và trận này đội bạn Gunny vẫn cầm Pho. Anh em chứng tỏ là vẫn chưa like và chưa chia sẻ nhiều. Phải like và chia sẻ nhiều thì quân mới đẹp được, bài nó mới ổn. Cảm ơn người chia sẻ Quê Phạm đã chia sẻ 20 nhóm. Có bảy hiệu đây rồi, hy vọng rằng có hai voi luôn. Bài có thể là một bài đẹp cho Hoàng Mai Nhi đấy. Có thể, nếu mà có quả và voi nữa sẽ là đẹp. Chào bạn Phạm Xuân Triệu nhá. Có quả đấy rồi, vâng, hai voi đi. Bài đã qua hai voi, cố gắng câu vầy thật khéo lần này. Dân sẽ được ăn quả mới ngay. Từ dân rồi. Được kích đài anh ơi. 7 phút 40. Gia tăng thêm dân ép ở bãi quả này. Và tiếp tục vác dân lên để dâng lờ. Chúng ta sẽ đánh kiểu công phũ phàng luôn. Hai mươi phần trăm của game thủ Gunny một bài bình thường. Có bãi quả hoang luôn. Vâng, ở đây có sư tử. Trăm thì thường nó sẽ dò hết độ khoảng 1/4 bản đồ. Bãi quả còn ở đây thì khả năng cao không có góc trong góc kia. Không có trong góc 3 giờ. Kích 10-05. Sóc dò.
Vâng, chiếc giáp sẽ đến cấp đầu tiên dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. 5 dân ở tròn vàng, đây con voi luôn. Tôi đang loại trừ khả năng nhà của Gunny ở gần nhà Hoàng Mai Nhi. Đang đồ rằng nó sẽ nằm ở góc này thôi. Không, đây không có. 25%. À 20%, họ sẽ nằm ở đâu đây? Rất mông lung. Ô, à không phải, con sư tử tự là thối thịt thôi. Biết nằm đâu. Đây rồi. Như vậy là rất bất ngờ thì nhà đầu bạn nằm ngay đây luôn. Vàng như vàng xấu. Vàng này khó bo. Rất nhiều dân vàng như vậy đánh kiểu là có phù dành cho Gunny rồi. Có như lên cái rát trước để chọc cho khó chịu. Anh chưa lên công và có lẽ cũng sẽ không muốn lên công bởi danh lực để có thể sóc những đơn quân của mình và lên bánh xe trước. Đầu bạn không lên không lên công nghệ. Nào. Rồi, chết con giò đồ bạn rồi. Chết con giò đồ bạn. Nâng cấp bánh xe lại. Không, anh chưa nâng cấp bánh xe đâu nhá. Con tê đút vào. Anh bo luôn con tê lại lại. Đút vào bãi vàng xong bo lại. Đúng rồi, bo lại luôn. Ok rồi, như vậy là họ sẽ không còn được bãi vàng này. Họ chỉ có 2 bãi vàng thôi. Bởi vì 1 bãi vàng nằm đây rồi. Một con tê mặc định đứng ở đấy đã bắn vào con tê khác thì thi đấu. Con tê kia cứ cho ở đấy thôi. Tê này ra rồi. Vâng, có giáp trước và bây giờ cũng đã có công rồi. Tuyệt vời dành cho cầu thủ Hoàng Mai Nhi. Đánh rất hay bàn này. Gunny đang vác rất nhiều dân để đập. Đang vác cực kỳ nhiều dân ra đập. Con tê đứng lại để chơi phù. Gunny liệu có lực để sóc lạc đà không? Có sóc lạc đà. Nhưng mà họ sẽ không ăn vàng được. Không bao giờ ăn vàng được. Họ khả năng phù con tê kia mình ra chém phù luôn. Họ sẽ phù con tê này. Vâng, không ăn được vàng. Xem họ còn bãi vàng nữa hay không thôi. Trong nhà mới còn vàng nữa không? Thử một lần soi vàng của họ để kiểm chứng lúc này. Lát nữa thấy họ đào vàng, tăng vàng là có bãi vàng khác. Không phủ được con tê. Vâng, rất khó chịu. Con lạc đà không giáp, không sợ. Không có hùng giáp, dân đập chết rất nhanh. Vâng, bây giờ chém này lao vào để cho y áp sát nhà P và đâm nổ nhà P. Lạc đà đuối máu rồi, một nhà P tiếp theo. Vâng, chết luôn. Rồi tầm này thì sóc cung đờ ra anh ơi. Có bánh xe rồi, sóc cung đờ đi. Vâng, phù được con chém. Chém cho con lạc đà đi anh, lạc đà cái đỏ máu rồi. Đứng ra đây nữa, họ không có lực gì cả. Tổng map này có 6 bãi vàng, đây có 3 bãi vàng rồi. Ở nhà họ là 3 bãi đây rồi. Chưa có bánh xe. Sóc cũng rờ được rồi anh. Anh có bánh xe rồi mà. Vì gì phải sóc tê nữa. Anh có cung rờ rồi đấy. À gờ rách, xin lỗi. Xin lỗi, tôi lại đang nghĩ là phô. Xin lỗi, nhầm. Vâng, Gunny là cầm phô, đang nghĩ trong đầu là Hoàng Nhi cầm phô. Cứ bảo Hoàng Nhi sóc cung rờ. Mình bảo hôm nay sóc từ nãy giờ bánh xe lâu lắm rồi con sóc cung đờ. Grex với phô thì Gunny là cầm phô, Hoàng Nhi cầm Grex. Tại vì loạn quân là Gunny cầm Grex còn mình là cầm phô. Con lạc đà này đỏ máu nha anh nhá. Cần thiết là đập cho phát là chết luôn đấy. Rồi tê dí vào tên này. Tập trung một tên khoảng 5-6 con tê vào, sau đó chúng ta bắn phù vẩy e. Vẩy để cho phù nó khỏi té, khỏi né vào trong. Giật lùi ra để cho phù là họ kéo phù ra, xong rồi mình qua lại bắn luôn. Phù chém anh ơi, phù chém. Cái sóc đều của chém ra được. Bởi vì tí nữa chúng ta đánh nhau đây. Vâng, làm luôn cháu chém cho nó mát. Chắc chắn là được. Phải được chứ ạ. Được không? Trời ơi, Maxe à. Mãi không được. Bạn không ăn được vàng rồi. Họ vẫn ăn được vàng đâu đấy. Thì họ mới sắp được phù thế này.
Không phải bãi vàng này. Soi thử xem. Đây thì không phải rồi. Sắp được nhiều phù đằng khác nhá, không hề ít đâu. Vâng, xin lại luôn. Của thiên thì trả đi ạ. Đấy, cho ra mà ăn hai con voi đấy cũng được. Nhốt khá nhiều phù ở trong bãi gỗ này. Kệ họ đi, bãi gỗ này trông cũng chả có gì cả. Bây giờ đi chém hết cơ sở ngoài đã. Và tìm vàng của đội bạn, xem đội bạn đang đúc vàng ở đâu. Biết ngay mà. Vâng, ủi ăn gần hết bãi vàng này. Thì họ sẽ có nhiều vàng để sóc phù lắm. Điều nhỉ, map này lại khá nhiều vàng quanh đây. Tôi đoán ngay từ đầu rồi là chỉ có một bãi vàng nữa thì may ra đội bạn mới sóc được phù như vậy. Anh đang chưa ăn vàng anh nhá. Họ tụ được nhiều P ở trong kia, khoảng 5-6 con P. Ồ ồ ồ ồ. Một pha đi lỗi của game thủ Gunny. Xin đấy. Không được. Cái này Gunny bắt đầu công ra bằng những con phù của mình. Gunny tôi đoán chắc là chỉ có ăn một bãi vàng khác thôi. Bây giờ thì họ sẽ không ăn vàng nữa, mà họ có lẽ sẽ chuyển sang đánh sóc đơn. Không phù được, phù đen thật. Cầm Minh Loan thì phù rất đỏ, nhưng mà cầm Greg thì phù lại cực đen. Bài đấu mà game thủ Gunny có giúp vào được cái chỗ cánh rừng này, giữ được phù. Quan trọng là họ ăn được cái bãi vàng khác thôi, chứ họ mà không tìm ra vàng khác là mình công chết được họ. Cái đạo dân hoàng trên 12 giờ là họ có tìm ra bãi vàng mới, chứ không thì họ đã ăn bãi vàng ở dưới gần nhà. Đây chắc là đạo dân hoang từ đầu. Gunny có lực ruộng, vẫn có ruộng ở gần nhà. Do phô thì sẽ ép được rất nhiều gỗ.